ngày 1 tháng 7 năm 2003. Xã Thanh Thạch được thành lập trên cơ sở chia tách một phần đất đai và dân số của xã Thanh Hóa, đánh dấu một cột mốc mới trong sự phát triển của địa phương này. Mặc dù gặp muôn vàn những khó khăn từ những ngày đầu thành lập, song đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Thạch đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, từng bước đưa xã Thanh Thạch phát triển khởi sắc. Thanh Thạch là một xã vùng cao của huyện Tuyên Hóa với tổng diện tích tự nhiên 3.200 ha. Toàn xã hiện có 652 hộ, 2.776 khẩu. Trong đó có gần 94% đồng bào theo đạo Công giáo. Từ những ngày đầu được chia tách, xã Thanh Thạch đối diện với không ít những khó khăn. Là xã thuần nông nhưng diện tích đất nông nghiệp ít, manh mún, thừa lao động nhưng thiếu việc làm. Cơ sở hạ tầng tuy được đầu tư nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Trước tình hình đó, việc đề ra các giải pháp để phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, đưa xã Thanh Thạch phát triển là một yêu cầu bức thiết đối với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đây. Hồi lúc đó mới chỉ bộ thôi, chứ có đảng bộ đâu. Chúng tôi cũng có những cái đúng và thể tìm ra những quốc sách để cho nhân được cái đổi mới. Cái thứ nhất là phải chuyển đổi ngay cái trong vật nuôi, đặc biệt là cái giống mới của cái ngô, giống mới của cái đồi xanh là phải thay đổi để có năng suất cao. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng tạo sinh kế cho nhân dân làm ăn, thì chúng tôi cũng là có những hội nghị tập huấn nhờ huyện nông nghiệp, phòng nông nghiệp huyện lên, rồi ủy ban nhân huyện lên, các ngành chức năng của huyện tập huấn để nhân dân tìm ra sinh kế làm ăn. Thì cán bộ cùng nhân dân là làm quen với cái môi trường, làm quen với điều kiện và chủ học hỏi kinh nghiệm cả bàn lên Thanh Hóa học hỏi để cùng ra Hương Hóa, thậm chí về Kim Hóa học hỏi những cái cách họ làm hay của họ. Để rồi như vậy là chúng tôi từ bước nhen nhóm lên mà dần dần là Thanh Thạch vươn lên, xóa được đói, giảm được nghèo và đời sống nhân dân từng bước đã được đi lên. Mặc dù bộn bề những khó khăn trong những ngày đầu ra riêng, song với sự quan tâm của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và cả cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, các chương trình, dự án của Trung ương, của tỉnh, cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền và sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, xã Thanh Thạch đã từng bước ổn định về mọi mặt, đoàn kết, quyết tâm đưa các phong trào của xã ngày một đi lên, ổn định và phát triển. Nhìn lại 20 năm kể từ ngày thành lập xã cho đến nay thì đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Thạch đã từng bước vượt qua mọi cái khó khăn và đạt được nhiều kết quả rất là quan trọng. Bộ mặt của xã thì có nhiều thay đổi, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang và đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thì ngày càng được nâng cao, bộ mặt của nông thôn ngày càng khởi sắc. Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thì luôn được giữ vững và tăng cường. Với những cái kết quả đạt được trong cái thời gian qua đã thể hiện được cái tinh thần đoàn kết, sự cố gắng phấn đấu với quyết tâm cao của đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Thạch. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà xã Thanh Thạch đề ra ngay từ đầu sau khi thành lập xã là phát triển kinh tế, trong đó tận dụng lợi thế của địa phương để ưu tiên cho sản xuất nông, lâm nghiệp. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi, khuyến khích nhân dân tích cực khai thác vùng gò đồi để trồng rừng kinh tế, trồng cây ăn quả và phát triển các trang trại chăn nuôi. Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng. Nghề nuôi ong lấy mật được chú trọng phát triển, từ chỗ chỉ có 30 đàn năm 2003 đã phát triển lên 883 đàn năm 2023. Giá trị thu được từ mật ong đạt gần 1,2 tỷ đồng một năm. Trong 20 năm qua, bà con nhân dân đã thu hoạch trên 540 ha rừng trồng và trồng mới 560 ha. Tổng thu nhập từ trồng rừng trên 28 tỷ đồng. Nhiều diện tích hoa màu kém hiệu quả được chuyển đổi sang trồng bưởi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Toàn xã hiện trồng trên 20 ha bưởi, trong đó có 15 ha đã cho thu nhập với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng một năm. Nói chung so với trước đây mình làm màu á, trồng ngô, trồng lúa với trồng lạc thì làm từ năm ngoái đến làm bưởi thì nó hơn, đạt hơn. Nhưng gia đình tôi có gần 3 sao thì trồng được khoảng gần 100 gốc đó. Thì từ thời gian về trước trồng thì còn
4 năm rưỡi rồi, gần 5 năm. Nhưng thực tế tôi là mùa này là gọi là đã bưởi ra thu hoạch được 1 năm rồi. Thì năm nay là mùa thứ hai. Ngoài là tôi bán tổng cả đấy rồi có ở nhà có ít nữa thì được hơn 50 triệu. Trong thời gian vừa qua thì hội nông dân xã đã tập trung cái công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện cái công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có năng suất hiệu quả. Bên cạnh đó, hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện các đề án lớn ở của tỉnh, của huyện để thực hiện đối với bà con nông dân, tranh thủ các cái nguồn vốn dự án, nguồn vốn vay từ các ngân hàng để tạo điều kiện cho bà con nông dân để giải quyết việc làm, mở rộng các cái ngành nghề sản xuất ở tại địa phương. Qua đó thì góp phần nâng cao đời sống vật chất ở tại hộ gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở trên địa bàn. Điểm sáng của xã Thanh Thạch trong 20 năm qua chính là công tác giảm nghèo được triển khai một cách đồng bộ và xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển, đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Trong đó, xuất khẩu lao động được chú trọng, mang lại những hiệu quả thiết thực. Xã Thanh Thạch đã thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về vốn vay, tập trung tuyên truyền, vận động, tư vấn và kết nối với các doanh nghiệp uy tín, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Nhờ đó đã giúp hàng chục hộ gia đình thoát nghèo và trở thành hộ khá. Hiện toàn xã có trên 300 lao động đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài, mang về nguồn thu hơn 50 tỷ đồng mỗi năm. Nếu như năm 2003, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chiếm 67,3%, thì đến cuối năm 2022 chỉ còn 17,6% trên tổng số hộ toàn xã. Bình quân thu nhập đầu người năm 2003 chỉ đạt 2 triệu đồng một người một năm. Đến năm 2023, thu nhập bình quân ước đạt 38 triệu đồng một người một năm. Thực hiện cái chủ trương về đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn xã, thì đoàn xã đã vận động đoàn viên thanh niên tăng cường cái công tác xuất khẩu lao động. Tính đến thời điểm hiện nay thì qua nắm bắt theo dõi thì các thanh niên trên địa bàn đều có công việc ổn định với kia mức thu nhập bình quân là từ 15 đến 20 triệu đồng trên một tháng. Nhìn chung các cái hộ gia đình mà có các cái thanh niên con em đi xuất khẩu lao động thì các cái hộ gia đình đó đều là hộ khá, hộ có điều kiện kinh tế là vững và cái cuộc sống của các cái hộ đó là ngày được nâng lên. Song song với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa xã hội cũng được cấp ủy, chính quyền xã Thanh Thạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả. Chất lượng giáo dục ngày càng được cải thiện. Từ chỗ chỉ có những phòng học tạm bợ bằng tranh, tre, nứa, lá. Đến nay, 3 trên 3 trường học trên địa bàn xã đều đạt chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất, hệ thống trường lớp được đầu tư xây dựng, khang trang, đáp ứng tốt công tác dạy và học của giáo viên và học sinh. Trạm y tế xã Thanh Thạch được quan tâm đầu tư, đáp ứng tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh cho nhân dân. Năm 2018, xã Thanh Thạch được công nhận là xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và được duy trì cho đến nay. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nay là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp tục được phát huy, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Đến nay, toàn xã có 3 trên 4 khu dân cư văn hóa, 5 trên 5 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm duy trì trên 79%. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm, các tầng lớp nhân dân đã tự nguyện hiến đất, hiến cây, ngày công để làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và các công trình phúc lợi, tạo điều kiện đi lại và sản xuất được thuận lợi. Đến nay, xã Thanh Thạch đã hoàn thành 16 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Chi bộ đã chỉ đạo mặt trận và các chi hội đoàn thể thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thôn, rồi các cái buổi sinh hoạt, các cái cuộc họp của các chi hội đoàn thể để tuyên truyền phổ biến những cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là các cái nội dung về xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động bà con là đóng góp kinh phí, rồi đóng góp ngày công, rồi đóng góp hiến đất hiến cây để tổ chức là làm đường nông thôn, rồi xây dựng cơ sở vật chất của hội trường thôn, rồi là thắp sáng đường quê và trồng cây xanh. Thôn đã là tập trung vào cái công tác xây dựng khu dân cư văn hóa và gia đình văn hóa. Kết quả thì hàng năm thì gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là trên 75%. Còn thôn thì 10 năm liền được huyện công nhận là khu dân cư văn hóa.
Với đặc thù là địa phương có đông đồng bào theo đạo Công giáo sinh sống. Bên cạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể xã thường xuyên quan tâm xây dựng tình đoàn kết lương giáo, tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình xã Bình Yên, gia đình hòa thuận, mô hình kết nối Zalo Bình Yên thôn xóm, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần tích cực đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nói chung và đồng bào Công giáo nói riêng cơ bản ổn định và từng bước cải thiện. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường. Bà con giáo dân luôn sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương. Trong những năm qua, thì Hội đồng Vụ Giáo sứ và các cấp chính quyền, Đảng ủy ban cũng tổ chức phối hợp những cái phương thức chặt chẽ trong xây dựng quê hương và trong thôn xóm và cũng như trong công tác của giáo sứ thì ngày càng chặt chẽ và phát triển. Đảng ủy ban và Hội đồng Vụ Giáo sứ đã vận động bà con trồng cây, sản xuất, kinh doanh và xây dựng quê hương ngày càng phát triển và văn minh giàu đẹp hơn. Thành tựu mà xã Thanh Thạch có được ngày hôm nay chính là nhờ vào sự đồng thuận trong cấp ủy và chính quyền địa phương, sự đoàn kết, thống nhất giữa đảng bộ và nhân dân. Trong quá trình 20 năm xây dựng và phát triển, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được quan tâm, chú trọng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên đạt được những kết quả tích cực. Từ chỗ chỉ có 22 đảng viên sinh hoạt ở 5 chi bộ trực thuộc, đến nay, Đảng bộ xã Thanh Thạch có tổng số 85 đảng viên sinh hoạt ở 9 chi bộ trực thuộc, trong đó có 16 đảng viên là người gốc giáo. Hoạt động của mặt trận và các đoàn thể xã diễn ra sôi nổi, rộng khắp, nhiều phong trào thi đua dân vận khéo được cả hệ thống chính trị hưởng ứng tích cực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Công tác cải cách hành chính luôn được đánh giá xếp loại tốt, top đầu của huyện. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền ngày càng được nâng cao, đáp ứng được sự hài lòng của nhân dân. Đảng bộ xã Thanh Thạch 15 năm liên tục được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4 năm đạt trong sạch, vững mạnh, được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen. Những kết quả tiêu biểu đó là minh chứng rõ nét nhất cho sự hòa quyện giữa ý đảng và lòng dân tại địa phương còn non trẻ này. Về xã Thanh Thạch hôm nay, có thể cảm nhận được sự đổi thay đang hiện hữu từng ngày. Những con đường bê tông sạch sẽ, thoáng đãng, những ngôi nhà mới xây khang trang mọc lên sát sát, những cánh rừng xanh bạt ngàn, những vườn cam, bưởi nàng trĩu quả trải dài trên những triền đồi đã minh chứng cho một quá trình nỗ lực quyết tâm phát triển của đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây. Nay thì khi thành lập xã đến 2003 đến trưa là cảm thấy thì cái khởi sắc mà đổi mới của xã mình là cải thiện rất lớn. 20 năm từ thay đổi từ giá đến thịt, mà đặc biệt là như cái cơ sở hạ tầng, rồi là các vấn đề mà về vật chất, kể cả tinh thần. Cái tư duy của người dân vẫn thay đổi. Đến hiện tại bây giờ là 20 năm đổi mới, chúng tôi cảm thấy rất tự hào về quê hương chúng tôi. Để tiếp tục xây dựng xã nhà, thì đảng ủy, chính quyền xác định một số nhiệm vụ, giải pháp. Trước hết đó là bám sát nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp theo là tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình đề án của huyện. Và trong đó là có cái đề án nâng cao giá trị rừng trồng, bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Thì chúng tôi xác định đó là tập trung vào trồng rừng gỗ lớn bằng cây bản địa hoặc bằng keo nuôi cây mô có giá trị kinh tế cao. Thứ hai đó là chăn nuôi theo hướng tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong chăn nuôi, là chọn những loài, những con giống có chất lượng cao, có giá trị kinh tế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thứ ba đó là thực hiện có hiệu quả các tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã. Và trong thời gian tới chúng tôi xác định đó là giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cũng là một khâu đột phá. Thì chúng tôi hướng đến bà con và người lao động trên địa bàn là các cái thị trường có cái giá trị thu nhập cao. Thì với những kết quả đạt được trong 20 năm qua, sự cần cù sáng tạo, đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, cán bộ và nhân dân xã Thanh Thạch sẽ thu được nhiều thắng lợi trong những năm tiếp theo. Những ngày này, cán bộ và nhân dân xã Thanh Thạch đang rào rực quyết tâm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập xã. Dẫu vẫn còn đó nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với nền móng vững chắc đã được tích lũy, tạo dựng trong suốt 20 năm qua
dưới ánh sáng nghị quyết của Đảng, các cấp, cùng tinh thần đồng thuận, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, sẽ là động lực để xã Thanh Thạch tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, đồng sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, quyết tâm xây dựng quê hương Thanh Thạch ngày càng giàu mạnh và phát triển. Sóng gió.